Thưa các bạn, là cây 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 ớt ngọt của mẹ mình, không biết là ớt ngọt hay không. Và bên trên nó có một con nhện. Đây em, sao quay Hải ớt nè. Hải đi. Còn đứng bên kia Hải đây không? Đứng bên này thỏ tay sang nè. Bên này, đứng bên này thỏ tay sang. Bây giờ không bấm. Ôi, quả ớt đã lìa cành rồi. Quả ớt đẹp chưa? Chiêu chiêu.